Hi. Xin chào các bạn đã đến kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò. Bình luận viên Tào Lao, chào biết đâu Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lao Tà Ly. Trước tiên Đại Lâm xin chúc cho các bạn luôn sức khỏe, an lành, may mắn trong cuộc sống nha. Đây là lý do tại sao Đại Lâm không đăng clip trước lễ 30/4/1/5 những kèo hẹn của Tài Nhỏ và Long Kỳ. Vì Tài Nhỏ đã có hẹn với Ly Hua ngày 29/5. Tài Nhỏ và Chuối đối đầu với Ly Hô và bạn của Ly Hô sân 12m tại đất Cambodia. Và Đại Lâm không có thời gian để sang Cambodia quay lại cho mọi người được xem. Và Đại Lâm có hứa với Tài Nhỏ, Long Kỳ và Quyền cùng chủ sân là qua 30/4/1/5 qua lễ Đại Lâm sẽ up. Vì lý do này cho nên mọi người hãy thông cảm về điều này nha. Và các bạn cũng biết rồi đấy, Đại Lâm làm YouTube up clip lên, mọi người xem ủng hộ thì Đại Lâm mới có được ít tiền để chi phí trang trải quay clip cho mọi người xem nè. Chứ Đại Lâm quay clip không up thì Đại Lâm cũng không có hưởng được đồng bạc đồng xu nào nha các bạn. Cho nên các bạn phải hiểu về điều này nha. Còn Đại Lâm một lần nữa rất tiếc và đáng tiếc, hôm ngày 27 tây, trận đấu 2/4 giữa Tài Nhỏ và Chuối chấp Long Kỳ, Quyền Hải Phòng, Đức và Nam Bự, vì lý do trục trặc trước đó các anh áo xanh đã đến sân và làm gián đoạn trận đấu. Và Đại Lâm cũng có hứa với chủ sân và anh em Long Kỳ Hải Phòng cùng Tài Nhỏ sau trận kèo hẹn của Tài Nhỏ và anh em Long Kỳ Hải Phòng ra sau rồi mới up clip sau, cho nên các bạn hãy thông cảm nha. Còn đây là trận đấu giữa Tài Nhỏ Chuối gặp Ly Hua tại Cambodia. Xin cảm ơn Facebook của Bông Hem, Bông Hem người Cambodia đã cung cấp cho Đại Lâm vài phút này để cho mọi người được xem và thưởng thức trận đấu giữa Tài Nhỏ Chuối gặp anh em của Ly Hua tại đất Cambodia. Một lần nữa xin cảm ơn Bông Hem, Facebook Bông Hem nha của Cambodia. Các bạn thấy hay nhớ share và like và share. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc cho mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống. Đại Lâm luôn luôn muốn tìm tòi những cái kèo hay, kèo hấp dẫn cho mọi người được xem. Đó là điều tuyệt vời nhất mà Đại Lâm từng muốn cho mình. Ok men, vô hàng.